thông thường ý, khi mà chúng ta dịch một cái video ở bên Trung Quốc sang tiếng Việt hoặc là một cái ngôn ngữ bất kỳ ý, thì chúng ta hay bị cái tình trạng là cái âm thanh này này, khi mà chúng ta dịch thì nó sẽ bị chồng với nhau. Đây bây giờ mình sẽ cho các bạn nghe thử nhá. Kết nối với một phụ nữ giàu có năng lực đến cửa, mẹ kế cho tôi 5 triệu. Đó, thì cái âm thanh này nó bị chồng với nhau này, nghe nó rất là khó chịu. Thì trong cái video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để mình xử lý cái âm thanh này để cho nó không trùng với nhau bằng một cái cách rất là đơn giản sau đây nhá. Rồi bây giờ chúng ta cùng vào video. Rồi thì bây giờ để dịch một cái video của Trung Quốc sang tiếng Việt hoặc là một cái ngôn ngữ bất kỳ thì bây giờ mình sẽ chọn vào cái phần video này này. Tiếp theo là mình sẽ chọn một cái phần phân bản. Đó, trong đây thì có phần phụ đề tự động thì mình sẽ chọn vào đây. Thì bây giờ ngôn ngữ gốc của nó ấy là ngôn ngữ tiếng Trung. Đó. Thì mình sẽ chọn vào tiếng Trung. Sau đó mình sẽ tích vào cái phần chú thích song ngữ này. Đó, bây giờ mình muốn dịch sang bên tiếng Việt hoặc là tiếng bất kỳ đều được nhá. Đó, sau đó mình sẽ chọn vào cái phần tạo này. Rồi, thì sau khi mà mình bấm vào phần tạo này. Tạo. Rồi thì sau khi mà mình chọn xong một tiếng Việt rồi ấy, dịch xong rồi thì bây giờ mình sẽ bấm vào phần là chuyển văn bản thành lời nói nhá. Mình sẽ chọn vào cái phần là cô gái hoạt ngôn này, sau đó mình sẽ bấm vào phần là tạo lời nói. Đó, nó đang tạo lời nói này. Rồi thì bây giờ đến cái phần này nó tạo lời nói ấy. Thì bây giờ đây các bạn nghe thử này. Lần đầu đến cửa, mẹ kế cho tôi 5 triệu tiền tiêu và tinh hoa hậu. Đó, thì cái phần là âm thanh này nó đang bị chồng vào nhau đúng không? Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn khắc phục nhé. Thì để khắc phục ấy thì bây giờ mình sẽ xóa hết cái này đi này. Đó, mình xóa hết đi. Cả tiêu đề lẫn phần âm thanh mình đều xóa hết đi nhé. Và bây giờ mình sẽ bấm vào cái phần là tốc độ này. Mình sẽ điều chỉnh cái tốc độ này xuống 0.7. Đó. Mình điều chỉnh tốc độ này xuống 0.7 nhé. Và mình vẫn tiến hành mình dịch từ tiếng Trung sang tiếng Việt. Rồi. Mình sẽ xóa các đoạn này đi nhá, cho nó nhanh. Rồi thì sau khi mà dịch sang tiếng Việt rồi ấy, thì bây giờ mình sẽ vẫn tiếp tục mình chuyển văn bản thành lời nói nhá. Cô gái hạt ngôn này, bấm vào tạo lời nói. Rồi thì tới bước này mình sẽ zoom ra một chút nhá. Đó, thì bây giờ mình sẽ xử lý này. Thì tới bước này các bạn có thể thấy là cái âm thanh nó đã không bị trùng vào nhau nữa đúng không? Và chỉ còn một chút thôi. Đó. Thì tới bước này là ok rồi này, các bạn nghe thử nhé. Âm thanh nó đã ok hơn rồi. Bố tôi đã kết nối với một phụ nữ giàu có 50 tuổi mà không nói với tôi. Lần đầu đến cửa, mẹ kế cho tôi 5 triệu tiền tiêu vặt. Đó, thì cái âm thanh nó đã không bị rít vào nhau rồi. Và bây giờ cái video này các bạn nghe nó hơi bị chậm đúng không? Thì bây giờ mình sẽ xử lý qua một chút này. Nó đang bị chậm thì bây giờ đầu tiên là mình sẽ xử lý cho cái phần text của nó này. Đó, text. Ở đây mình sẽ chọn vào phần mà màu nền màu vàng này. Đây, màu nền sáp màu vàng hoặc là màu nền sáp màu đen được nhá. Đó, ok chưa? Còn cái phần chữ Trung này bây giờ mình sẽ xóa hết đi. Rồi sau khi xử lý xong như này rồi ý, thì bây giờ bước tiếp theo là mình sẽ xử lý đến cái phần cái video này đang bị chậm. Đó. Thì bây giờ mình sẽ bôi đen tất cả vào này. Và mình sẽ chọn vào cái phần đây, chuột phải vào. Mình sẽ chọn vào phần tạo clip ghép nhé. Đó. Tiếp theo mình sẽ chọn vào cái phần tốc độ này.
Thì ở đây các bạn tốc độ các bạn chỉnh lên cho mình là 1.3 nhá, hoặc là 1.2 thì cũng được. Đó, để chỉnh cái tốc độ của cái video cho nó nhanh lên mà. Đó, bây giờ mình sẽ nghe thử này. Bố tôi đã kết nối với một phụ nữ giàu có 50 tuổi mà không nói với tôi, lần đầu đến cửa mẹ kế. Hơi nhanh, thì bây giờ mình sẽ chọn về 1.2 là ok. Mẹ kế cho tôi 5 triệu tiền tiêu vặt, nhưng hoa hậu của trường giận bố tôi vì tiền. Đó. Mà lúc này Trần Phàm lại nhận tương. Thì bây giờ tới bước này thì mình đã khắc phục được thành công cái nỗi mà cái âm thanh nó bị dày dít với nhau. Thì đó là cái cách khắc phục rất là đơn giản. Thì nếu mà anh em nào mà chúng ta chưa có bản các bát pro thì em có thể liên hệ trực tiếp cho mình ở đường link phía bên dưới hoặc là trên cái Zalo nhé. Rồi, nếu các bạn thấy video và hay và ích thì đừng quên để lại cho mình một nút like, đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ mình nhé. Một nữa cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cái video này.